Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Sau một thời gian, Cha Xuân Đường đã viết được một số các bài đáp ca. Và cách riêng là trong dịp này, xin được chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn bốn bài đáp ca của các Chúa Nhật mùa vọng 5C. Và hôm nay cùng với anh chị em ca viên của ca đoàn giáo họ Phúc Nguyên, một ca đoàn chỉ có 10 thành viên trong một giáo họ rất là nhỏ bé ở vùng sâu vùng xa, và xin được nhờ các em để cùng hát, để chia sẻ với tất cả mọi người những bài đáp ca. Và có thể các anh chị ca trưởng, các anh chị ca viên, các ca đoàn có thể sử dụng được, thì xin được chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Bài đáp ca thứ nhất trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5C, trích trong Thánh Bình 24, con nâng tâm hồn lên. Xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em và quý vị đã lắng nghe.